không về được. Năm nay thì em Dương mới có 19 tuổi, chị Dương đưa dắt về nhà thôi. Đây là tổ chức công bố là đôi cảnh chờ sẽ giữ giải ba. Hôm qua trao một giải ba rồi, hôm nay giải ba tiếp theo giải ba thứ hai, đôi cảnh sẽ giữ giải ba. Đề nghị các đôi chuẩn bị vào để gặp ban tổ chức gặp với đôi cảnh giải ba. Sau treo mặt này sẽ là treo mặt. Chị Dương lên đấy, đang mừng đấy, chị Dương lên cả. Quá tuyệt vời. Như vậy là theo mặt vừa rồi là đôi nhung của Thái Bình, chị 25 tấm đã toàn thắng một treo. Ta tổ chức bảng đá giảm chúc mừng cho đôi nhung của Thái Bình. Con này nó đẹp. Đẹp nhỉ, con này người đẹp.